Thưa quý vị và các bạn, ngày làm việc đầu tuần, thời tiết Hà Nội được dự báo dịu mát hơn khi nền nhiệt tiếp tục giảm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Thời điểm sáng sớm, nhiệt độ chỉ vào khoảng từ 26 đến 27 độ. Mưa vẫn xuất hiện rải rác ở vài nơi, độ ẩm trên 90%. Từ sau 8 giờ, trời giảm mây, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng chậm theo từng giờ. Đến 10 giờ, nền nhiệt ở mức là 30 độ và lên mức 31 độ vào giữa trưa. Sang buổi chiều, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày là 33 độ và cũng chỉ duy trì từ 14 đến 15 giờ. Sau đó, nhiệt độ giảm dần khi những cơn mưa dông quay trở lại. Đến tối, nhiệt độ còn duy trì ở ngưỡng 28 độ, độ ẩm trong ngày từ 74 đến 88%. Mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường làm con người mệt mỏi là tình trạng rất phổ biến. Để cải thiện được sức khỏe, chế độ ăn uống và sinh hoạt của mỗi người cần khoa học hơn, gia tăng tuần hoàn máu của cơ thể bằng cách tăng cường vận động. Luyện tập được xem là một liều thuốc quý, mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đau nhức, mệt mỏi. Tùy theo độ tuổi, sức lực và sở thích mà quý vị có thể lựa chọn cho mình những môn thể thao vận động phù hợp. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ là từ 27 đến 33 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, mức nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.